Tiểu sử nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1979, là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Việt Nam, từng giành được 2 đề cử và 1 giải cống hiến. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015. Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác thuộc biên chế Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là giảng viên đàn bầu tại khoa âm nhạc truyền thống. Hồ Hoài Anh sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, nghệ danh Tử Kỳ. Mẹ anh nguyên là trưởng khoa nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã theo đuổi việc học đàn bầu và trở thành nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của bộ môn này. Bà được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2007 và đã giành được nhiều giải thưởng, huy chương cá nhân. Hồ Hoài Anh đã theo mẹ học đàn bầu từ năm 4 tuổi. Vợ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là ca sĩ Lưu Hương Giang. Họ có 4 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà năm 2009. Gia đình Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang có 2 người con, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Năm 7 tuổi, anh vào học hệ sơ cấp, khoa nhạc cụ truyền thống của Nhạc viện Hà Nội, lần lượt lên trung cấp và hệ đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2003, khi 23 tuổi, anh tốt nghiệp và được giữ lại làm giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống của Nhạc viện. Cũng nhờ đàn bầu, Hồ Hoài Anh là một trong những nghệ sĩ Việt Nam đi lưu diễn ở nước ngoài nhiều nhất và sớm nhất. Năm 13 tuổi, Hồ Hoài Anh có chuyến đi biểu diễn nước ngoài lần đầu tiên khi tham gia Festival Âm nhạc Châu Á tại Nhật Bản. Tại đây, anh đã trình diễn độc tấu đàn bầu. Bộc lộ năng khiếu từ sớm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã sáng tác rất nhiều ca khúc nhạc trẻ được nhiều người mến mộ như Dẫu Có Lỗi Lầm, Tình Yêu Muôn Màu, Nuối Tiếc và rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác. Năm 2015, Hồ Hoài Anh được giao vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình Giọng Hát Việt. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vị trí này thay cho nhạc sĩ Phương Uyên trong 2 mùa trước. Hồ Hoài Anh tham gia rất nhiều những chương trình trên truyền hình. Anh là một trong 4 huấn luyện viên của chương trình Giọng Hát Việt nhí mùa thứ nhất và anh cũng được mời tiếp tục làm huấn luyện viên ở mùa thứ 2 của Giọng Hát Việt nhí.